ngôi sao Bồ Đào Nha coi đội tuyển nữ Việt Nam như Mỹ, Hà Lan. Hậu vệ Caron Costa thể hiện sự tôn trọng đối với đội tuyển Việt Nam cũng như các đối thủ mạnh khác ở bảng E World Cup bóng đá nữ 2023. Đó là những đội bóng khác nhau nhưng chúng tôi sẽ đối mặt với họ với cùng một cách để giành chiến thắng. Chúng tôi muốn thắng cả 3 trận. Cách chúng tôi làm là nhận ra những đặc trưng của từng đội tuyển và tôn trọng họ như nhau. Trang chủ của Liên đoàn bóng đá thế giới, FIFA, dẫn lời hậu vệ Caron Costa của đội tuyển Bồ Đào Nha. Costa từng ra sân 150 lần cho đội tuyển quốc gia. Cô chính là cầu thủ ghi bàn quyết định ở vòng loại giúp đội tuyển Bồ Đào Nha lần đầu tiên giành quyền tham dự World Cup bóng đá nữ. Ở vòng chung kết, Bồ Đào Nha là một trong ba đối thủ của đội tuyển nữ Việt Nam. Trên bảng xếp hạng FIFA mới nhất, đội tuyển Bồ Đào Nha đứng thứ 21, hơn đội tuyển Việt Nam 12 bậc. So với Mỹ, đương kim vô địch thế giới, hay Hà Lan, đương kim Á quân thế giới, Bồ Đào Nha bị đánh giá thấp hơn. Tuy nhiên, so với đội tuyển Việt Nam, đội bóng châu Âu này mạnh hơn ở nhiều mặt. Chúng tôi sẽ vượt qua từng trận đấu, tôn trọng các đội tuyển khác nhưng cũng tự tin vào chính mình. Đoàn kết và tập trung vào nhiệm vụ, chơi từng trận đấu một và chờ xem điều gì sẽ xảy ra, Caron Costa nói. Chúng tôi là đội bóng rất đoàn kết và có sự cạnh tranh từ chính chúng tôi. Chúng tôi là tập thể luôn muốn vượt qua chính mình trong mọi khoảnh khắc và đó chính là bí quyết của chúng tôi. Đội tuyển Bồ Đào Nha cũng có những cá nhân xuất sắc nhưng khi đặt vào tập thể, chúng tôi trở nên mạnh hơn. Đội tuyển nữ Việt Nam đối đầu Bồ Đào Nha ở lượt trận thứ 2 vòng bảng. Trận đấu diễn ra lúc 14:30 ngày 27 tháng 7 trên sân vận động Waikato, thành phố Hamilton. Trước đó, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung chạm trán đội tuyển Mỹ ở trận ra quân ngày 22 tháng 7. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.